chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của trường dạy nghề Thanh Xuân. Đây là bản tin Thanh Xuân. Tin Thanh Xuân ngày hôm nay là những cái hình ảnh mới nhất của khoa sửa chữa xe máy của trường dạy nghề Thanh Xuân. Đây chỉ một phòng thôi các bạn. Phòng khác ở trên tầng trên, nhưng hôm nay thì bản tin này thì mình sẽ chỉ đưa những hình ảnh thiết thực nhất của các học viên tại đây. Thì các bạn có thể thấy rằng là gần như là tất cả các học viên trong cái phòng học này thì đang thực hành trên những xe thật, xe của chính các học viên. Có những vấn đề mang vào đây để trùng tu sửa chữa. Đấy, học thì đi đôi với hành các bạn. Rồi tôi mời các bạn xem tiếp nhé. Bản tin Thanh Xuân buổi sáng ngày hôm nay thì đến đây kết thúc. Thì xin chào các bạn, tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Ngoài ra thì các bạn muốn mình quay về video về của khóa học sửa chữa nào thì các bạn cứ inbox tại Facebook, hoặc là các bạn để lại comment phía dưới video này thì nhé. Hoặc các bạn có thể liên hệ tới số 0968 724 742 để được mình có thể là tư vấn cho các bạn các khóa học nghề